Trình kính chào quý vị và các bạn đang đến với kênh Gu Chia Chia. Hôm nay rất vui mình gặp lại quý vị và các bạn. Mình chia sẻ đến quý vị và các bạn xe Exciter 155 có gì đặc biệt mà cạnh tranh với Honda Winner X. Yamaha sắp sửa tung ra thị trường xe Exciter 155 2019 được cho là phiên bản thay thế Exciter 150 thế hệ cũ. Dự kiến mẫu xe con tay này sẽ được tung ra tại thị trường Việt Nam đầu tháng 8 tới. Đây được coi là phiên bản cao cấp tuyệt vời cho mẫu xe Exciter. Rất nhiều giới trẻ Việt Nam yêu thích sẽ là kỳ phùng địch thủ với mẫu con tay Winner X cũng sắp trình làng của Honda. Theo nguồn tin từ một số đại lý Yamaha, so với các phiên bản Exciter 155 2019 sắp ra mắt sẽ có những thay đổi đặc biệt mạnh mẽ về cả thiết kế tổng thể với kiểu dáng thể thao năng động có phần hoài ngầu hơn. Còn nói về phần yếm, có những đường gân nổi bật kết hợp với tem xe giúp nó cứng cáp hơn. Phía đuôi xe được dự báo sẽ có thiết kế bề thế hơn phiên bản cũ để tăng dung tích bình xăng lên 7 lít. Khi đó cốp đựng đồ ở vị trí mà người tiêu dùng xem phiên bản cũ rất muốn được cải thiện. Ở phần cụm đồng hồ hiển thị Full HD, nhiều khả năng cảm nhận được những tối ưu giúp người dùng quan sát và sử dụng một cách hiệu quả và dễ dàng hơn. Trong khi hệ thống chiếu sáng LED là vị trí nhận khá nhiều những phàn nàn từ khách hàng trên phiên bản cũ, rất có thể những điều chỉnh nhằm tối ưu hơn sẽ có trên Yamaha Exciter 150 sắp tới. Đây là một trong những nâng cấp thú vị khác trên Yamaha Exciter 155 mới, chính là khối động cơ 155cc công nghệ VBA trên nền tảng của SOHC và bộ con áp dụng công nghệ Super Cruise. Công suất cực đại đạt 19,3 HP, tăng hơn 4 HP so với phiên bản cũ. Việc Exciter 155 2019 sắp ra mắt được trang bị công nghệ VBA biến thiên trên cam của Yamaha sẽ giúp khối động cơ phát huy hết sức mạnh tối ưu nước cuối một cách hiệu quả nhất. Ngoài ra, những tín đồ của Exciter cũng đang trông chờ một phiên bản Exciter 155 ABS 2019 với hệ thống phanh chống bó cứng ABS, một trong những tiêu chuẩn thường thấy trên các mẫu xe phiên bản đậm chất và cao cấp trong khoảng một năm trở lại đây. Theo những thông tin trên được cập nhật, Yamaha Exciter 155 2019 sẽ chính thức được trình làng đầu tháng 8 tới đây. Điểm này khiến không ít những tín đồ mê con tay tại thị trường Việt Nam háo hức và mong chờ. Video đến đây xin tạm dừng. Hẹn gặp lại ở chia sẻ tiếp theo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem. Trân trọng kính chào.